bỏ lại sai lầm cá nhân và thất bại trên sân Bungkarno ở đằng sau. Những chiến binh sao vàng trở về sân nhà Mỹ Đình để thắp lại hy vọng tham dự vòng loại thứ 3 của World Cup. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia, 19 giờ ngày 26 tháng 3, trực tiếp trên kênh VTV5.